Kính chào quý vị khán giả, quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bà con những thông tin mới đáng chú ý trong lĩnh vực nông nghiệp. Kính mời quý bà con cùng theo dõi. Phong trào thanh niên khởi nghiệp tăng cao ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Chuyện nuôi nhữ cá mùa nước cho hiệu quả khả quan tại Đồng Tháp. Nông dân nhiều địa phương điêu đứng vì hạn. Thưa quý bà con, trong những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp phát triển kinh tế cá nhân, gia đình mà còn đem lại nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất và nâng cao năng lực lao động ở địa phương. Và nội dung được chúng tôi đề cập trong phần đầu chương trình hôm nay là câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên nông dân huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Những năm qua, chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên huyện Đức Trọng đã được triển khai rộng khắp, nhằm phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình nuôi thỏ của đoàn viên thanh niên tại xã Hiệp Thạnh, mô hình trồng trâu nấm sạch, mô hình chăn nuôi bò sữa, mô hình nuôi heo trang trại. Những năm qua, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của tỉnh và huyện đoàn Đức Trọng đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện tới các đoàn xã, thị trấn, tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn thanh niên xây dựng phương án, đề án, dự án phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại các cơ sở, phối hợp với các ban ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lớp dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên. Thưa quý bà con, nhiều nông hộ ở Lâm Đồng đã đầu tư nuôi hươu sao lấy nhung và cho thu nhập khá cao với loại vật nuôi này. Mô hình nuôi hươu sao lấy nhung hiện đang phát triển nhỏ lẻ ở các huyện như là Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh ở thành phố Đà Lạt. Do số vốn ban đầu khá lớn, hươu sao lại là loài nhạy cảm nên không phải ai cũng thành công trong việc nuôi hươu sao. Tuy nhiên nếu đầu tư đúng mức, chăm sóc đúng kỹ thuật thì bà con sẽ nhanh chóng lấy lại vốn. Được biết hươu sao sau khi nuôi từ 1 đến 2 năm có thể cho nhung nhưng lượng ít chỉ khoảng từ 1 đến 2 lạng trên một con. Nhưng sau năm thứ 5 thì lượng nhung có thể tăng từ 7 đến 8 lạng trên một con. Nhung hươu thường bắt đầu mọc vào mùa xuân và cắt khoảng tháng 2 âm lịch. Sau tháng 8, nhung hươu sẽ mọc lại. Một ký nhung sẽ được bán với giá từ 18 đến 19 triệu đồng. Chuyển sang những câu chuyện sản xuất đáng chú ý của bà con các địa phương khác. Thưa quý vị và các bạn, cách đánh bắt cá tự nhiên, ít tốn chi phí, không gây hại cho môi trường đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Trong đó thì có nông dân Võ Văn Chiến ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sau hơn 5 tháng dùng chà me và rau muống để nâm nhữ cá trong mùa nước, hiện thì ông Chiến đang tiến hành thu hoạch trên diện tích ao khoảng 1.000 m². Ông Chiến cho biết, năm 2018 vừa qua, mùa nước về sớm và lớn so với nhiều năm trở lại đây, nên lượng cá vào ao cũng khá nhiều, chủ yếu là cá lóc, cá trê, cá tra và cá sặc. Ước tổng sản lượng khoảng 400 kg. Do là cá đồng nên thương lái thu mua giá cũng khá cao, khoảng 40.000 đồng đến 100.000 đồng một ký, tùy vào từng loại cá. Trừ đi các khoản chi phí, ông còn trên 15 triệu đồng. Năm nay thì cá tra với cá sặc thì nhiều, mà cá lóc thì nó hơi ít hơn năm rồi. Khi mà chú chuẩn bị tác hầm thì chú đã cho các thương lái hay trước về chuẩn bị. Đến nay thì chú tác đó thì họ lại là họ chỉ cần. Cũng theo người nông dân này, sau khi thu hoạch xong, ông sẽ tiến hành nạo vét ao để tiếp tục cho vụ nhữ cá mùa nước năm nay. Một câu chuyện khác cũng rất được quan tâm, đó là câu chuyện ghi nhận tại tỉnh Cà Mau. Thưa quý bà con, hiện nay thì tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, một số hộ dân đã tận dụng diện tích đất vườn để trồng rau màu, tạo thêm thu nhập. Anh Quách Trường Hận đang làm đất để tiếp tục gieo cải đợt mới. Với diện tích đất vườn tạp xung quanh nhà chỉ hơn 1.000 m², anh liên tục trồng cải gối vụ nhằm đảm bảo rau trồng có liên tục để bán. Bên cạnh trồng cải, anh còn trồng thêm các loại quả khác như bầu, dưa leo. Nguồn vốn ít nên anh tiết kiệm tối đa chi phí phân thuốc bằng cách trồng rau sạch như dêu và nhổ nhanh, tránh kéo dài thời gian khiến sâu bệnh có điều kiện phát triển. Sử dụng nguồn phân hữu cơ, đồng thời đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng. Làm lên những cái lưới này là thứ nhất là che nắng, cái thứ hai là không để cho côn trùng nó bay, nó không thấy cái màu của rau nó cũng ít ké, nó không bị ít bị sâu bệnh. Tuy diện tích đất sản xuất nhỏ nhưng nghề trồng rau màu của anh là nguồn thu nhập chính cho cả gia đình. Mỗi một ngày anh kiếm được từ 2 đến 300.000 đồng từ việc bán rau sạch. Được biết gia đình anh là một trong hai hộ sản xuất rau lớn nhất tại xã Tân Lộc. Đất không phụ người, không ngại khó,
tìm mọi cách để tạo ra thu nhập dù tư liệu sản xuất thiếu thốn. Đây cũng là mô hình để những hộ có đất sản xuất nhỏ tích cực cải tạo vườn tạp, tận dụng tối đa diện tích để sản xuất, đưa kinh tế hộ gia đình ngày một phát triển hơn. Thưa quý vị và bà con, tiếp nối là những lo lắng khi tình hình hạn hán đang diễn biến nhanh và xấu hơn, đặc biệt là tại nhiều địa phương các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Theo như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Đắk Nông, do thời tiết nắng khô hanh kéo dài nên dự kiến đến cuối vụ đông xuân năm 2018-2019, toàn tỉnh sẽ có khoảng 7.800 hectare cây trồng các loại bị ảnh hưởng do hạn hán. Cụ thể, trong tổng số 7.800 hectare cây trồng bị ảnh hưởng của hạn hán, có gần 1.500 hectare lúa nước và khoảng 6.300 hectare cây trồng cạn khác. Tuy nhiên, trong số diện tích bị ảnh hưởng bởi hạn hán, có khoảng 6.800 hectare cây trồng có biện pháp chống hạn, còn khoảng 1.000 hectare không có phương án chống hạn do không có nguồn nước bổ sung. Hiện tại, toàn tỉnh đã có 4 công trình thủy lợi khô cạn, thiếu nước tưới cho 626 hectare cây trồng các loại. Còn tại tỉnh Gia Lai, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang lâm vào cảnh điêu đứng khi mà nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều diện tích cây trồng chết khác. Hạn hán mất mùa đang hiển hiện ngay trước mắt và trở thành nỗi ám ảnh đối với bà con nông dân. Câu chuyện được ghi nhận tại xã Công Lân Khơn, địa phương được xem là trọng điểm về hạn của huyện Cơ Bang. Mọi năm, phải đến tháng 5, tháng 6, nước tại đập Guga mới khô cạn. Thế nhưng vào thời điểm này, không còn ai nhận ra đây là công trình được thiết kế để tích nước, phục vụ tưới tiêu cho gần 40 hectare cây trồng của người dân làng Đáp, làng Ra của xã Công Lân Khơn và một phần của làng Cao Lạng, xã Tơ Tung. Để chắc chiêu những giọt nước cuối cùng giúp cây trồng không bị chết khát, người dân đã vét bùn, đắp thành các bờ kè như thế này. Nằm ngay dưới chân đập, những ruộng lúa của bà con dân tộc thiểu số làng Đáp đang thoi thóp giữa cơn nắng hạn. Nguy cơ mất mùa là điều đã hiện ra ngay trước mắt. 3-4 hôm mà có mưa thì cái diện tích lúa như hiện tại như bây giờ thì khoảng cứu được 30-40% thôi. Còn nếu mà không có mưa thì chắc này mất trắng 100%. Các hộ dân thì chắc cũng cắt cho bò, trâu thôi. Và có thể người dân sẽ rơi vào cái tình trạng đói. Cách đập Guga 5 km, cánh đồng lúa rộng 10 hectare của bà con làng Ca Dâu giờ trong tình cảnh sơ sát vì hạn. Không cam chịu, người dân đã tiến hành cày ải, chờ mưa xuống để có thể gieo trồng các loại cây phù hợp. Hiện tại bây giờ thì đất này thì cái mùa này nó khô hạn lắm mà. Bây giờ cày ải lên thì chờ mưa xuống trồng đậu xanh. Trong điều kiện nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay, chắc chắn thời gian tới, diện tích cây trồng thiệt hại do nắng hạn gây ra trên địa bàn xã Công Lân Khơn sẽ gia tăng và khiến cho đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, con số mà chúng tôi đề cập đến ngày hôm nay chính là 2.000 tỷ đồng. Đây là số tiền thất thoát mỗi năm ở nước ta do nạn chặt phá rừng gây ra. Con số được đưa ra theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, thì giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, bình quân mỗi năm cả nước phát hiện 27.265 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Diện tích rừng thì bị thiệt hại bình quân là 2.648 hectare trên một năm. Có thể thấy trong 3 năm qua, cùng với những chính sách và hành động quyết liệt của các cơ quan chức năng, diện tích rừng bị thiệt hại cũng như số lượng các vụ vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng được phát hiện trên cả nước đều giảm từ 30 đến 35%. Tuy nhiên, con số 2.000 tỷ đồng vẫn được xem là thiệt hại rất lớn. Đúng như vậy, đặc biệt là nạn chặt phá rừng không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường, thiên tai như là hạn hán, lũ lụt và cả hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Nội dung tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục những câu chuyện thú vị trong mục Chuyện Nhà Nông. Thưa quý bà con, thêm một câu chuyện mô hình sản xuất hay rất là đáng được khuyến khích, nhân rộng. Gà vịt chạy đồng thì vẫn luôn là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính vì thế, nhiều hộ nông dân đã xây dựng những mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô với hình thức bán công nghiệp mang lại lợi nhuận rất cao. Mời bà con cùng đến với trại chăn nuôi gà vịt thả vườn của hộ gia đình anh Đào Văn Mười ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Đến xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, hỏi hộ gia đình anh Đào Văn Mười thì hầu như ai cũng biết, bởi anh là một trong những nông hộ tiên phong trong phong trào chăn nuôi gà vịt thả vườn ở xã.
cứ một lứa gà, một lứa vịt luân phiên với nhau. Nghề chăn nuôi này đã giúp gia đình anh ngày một khấm khá hơn. Kinh nghiệm 10 năm trong chăn nuôi gia cầm đã giúp anh có được những lứa gà vịt khỏe mạnh, đạt chất lượng theo yêu cầu của thị trường. Gà gia đình nuôi thì có cả gà cả vịt. Vịt với gà thì nó phải tách riêng nhau ra, không để nuôi chung được. Thì nhà mình có nguyên cái nhà này là nhà uống. Rồi mình cứ xong dưới kia là mình chuyển về trên này xuống. Dọn sạch sẽ như thế, như cái vợ ở đấy vừa xem là dọn sạch sẽ. Xịt rắc trùng rắc vôi đổ chấu mới cho vịt ở trên này xuống. Đây cái nhà này nhà uống vịt. Còn gà thì chạy uống gà riêng, không có chung nhau được. Hiện anh Mười đang nuôi luân phiên mỗi lứa 2.000 con gà giống cao khanh và 6.000 con vịt giống Rimau. Cứ mỗi 4 tháng xuất chuồng một lần với giá bán khoảng 60-70.000 đồng một ký. Gà vịt giai đoạn nhỏ được ấm trong chuồng riêng biệt. Sau vài tuần tuổi thì được thả ra chuồng lớn đã xử lý vôi bột, rắc tro trấu để làm đệm lót hạn chế mùi hôi. Anh Mười dành riêng một khoảng đất rộng được rào kín để đàn gia cầm có nơi chạy nhảy, giúp cho thịt gia cầm được săn chắc hơn. Theo anh Mười, để nuôi gia cầm thành công thì khâu ấm con giống ban đầu là rất quan trọng. Con giống khỏe tốt và cần được tiêm đầy đủ vaccine để phòng chống các loại dịch bệnh sẽ hạn chế tổn thất rất nhiều cho người chăn nuôi. Gà vịt thương phẩm được anh bán cho các đầu mối ở địa phương và các tỉnh lân cận với giá trị ổn định hàng năm. Nếu như là năm nay thì giá cả nó cũng thuận tiện, gia đình cũng từ đầu năm giờ cũng thuận tiện, cũng chưa có biến đổi đời, biến đổi gì. Những mối của mình toàn dưới Đồng Nai. Bữa trước lấy ít thì xuất ở đây, giờ tần xuất dưới Đồng Nai. Còn thương lái dưới Đồng Nai nó lên bắt. Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Mười còn rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong vùng. Đây là một trong những mô hình được đánh giá cao ở địa phương. Hộ gia đình ông Mười thì là những người mà dám đi đầu. Đấy là những cái mà tất cả những cái kỹ khoa học kỹ thuật thì nói chung là bất kỳ là ai mà muốn đến trao đổi học hỏi kinh nghiệm thì hộ gia đình ông Mười cũng không hề giấu giếm trao đổi trực tiếp về cái việc này. Thì nói chung đấy là những cái mà mình nhân bản đối với hộ ông Mười là sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, không ngại học hỏi cái mới, mạnh dạn trong đầu tư con giống đến cơ sở vật chất. Có lẽ đó là những yếu tố giúp anh Đào Văn Mười thành công với việc nuôi gà vịt hơn 10 năm nay, mặc dù thị trường vẫn rất nhiều biến động. Và theo nông dân này thì anh vẫn sẽ tiếp tục công việc đã gắn bó lâu năm này, tiếp tục chia sẻ thành công đến với bà con quanh vùng, cũng như mang những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng thông qua việc chăn nuôi đảm bảo các yếu tố an toàn. Thông tin thú vị về mô hình sản xuất hay và hiệu quả có thể nhân rộng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào khung giờ quen thuộc, đó là 20:15 trên kênh LTV để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực sản xuất nông lâm và ngư nghiệp.